Xin chào tất cả phụ huynh và các em thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 5 tập 1. Các em sẽ được vào học tuần số 1. Chúng ta sẽ mở quyển vở bài tập ra trang số 2. Cô và các em cùng nhau giải cái bài học của tuần 1 ngày hôm nay nha. Tuần 1, chúng ta sẽ học phần chính tả đầu tiên. Một nhỏ, các em sẽ điền cái tiếng thích hợp vào mỗi cái chỗ trống để hoàn chỉnh bài văn sau. Và biết rằng một nhỏ cái chứa tiếng bắt đầu bằng âm ngờ đơn hoặc là ngờ ghép. Hai, chứa tiếng bắt đầu bằng g hoặc là g. Ba, chứa tiếng bắt đầu bằng c hoặc là k. Bài học của chúng ta có tựa đề Ngày độc lập. Cô sẽ đọc cái bài ngày độc lập này và cô đọc đến dấu chấm, cô sẽ điền vào luôn. Mùng 2 tháng 9 năm 1945. Một, các em nhìn vào số 1 này, chúng ta sẽ xem ở bên trên số 1 thì chứa tiếng bắt đầu bằng ngờ đơn hoặc ngờ ghép. Chúng ta sẽ điền vào ở đây ngờ đơn, cái tiếng nào có ngờ đơn hoặc ngờ ghép và đúng nhất. Như vậy, mùng 2 tháng 9 năm 1945, một ngày. Đáng, số 2, thì các em sẽ nhìn lên đây, số 2 nè. Bằng g đơn hoặc là g ghép. Đáng ghi nhớ. Ghi, tiếng ghi là g ghép. Hà Nội tưng bừng màu đỏ, một vùng trời bát, bát ngát. Bát ngát cờ. Bát ngát cờ. Đèn hoa và biểu ngữ. Các nhà máy đều nghỉ việc. Nghỉ việc. Chợ búa không hợp, mọi hoạt động sản xuất buôn bán của thành phố tạm ngừng. Già trẻ gái trai đều xuống đường, mọi người đều thấy mình cần có mặt. Trong ngày hội lớn của dân tộc, buổi lễ kết thúc. Buổi lễ kết thúc bằng những lời thề độc lập, đó là ý chí của toàn dân Việt Nam. Cương quyết thực hiện lời Hồ Chủ tịch trong bản tuyên ngôn. Lịch sử đã sang trang, một kỷ nguyên mới bắt đầu. Kỷ nguyên của độc lập, tự do, hạnh phúc. Như vậy, câu số 1 cô đã hoàn thành xong rồi. Các em hãy xem lại một lần nữa trước khi cô chuyển sang câu số 2. Câu số 2 chúng ta sẽ điền cái chữ thích hợp với mỗi chỗ trống. Cô có 3 cái cột âm đầu đứng trước I, E, E và đứng trước các âm còn lại. Ví dụ như âm cờ thì
Nếu mà đứng trước y, e, e thì là ca. Còn đứng trước các âm còn lại đó là cờ. Rồi, âm g viết là nếu mà đứng trước i e e là g ghép. Rồi, mình viết là còn nếu mà đứng trước các âm còn lại là g đơn. Rồi, âm ng. Âm ng. Nếu mà đứng trước e e i á thì là ng ghép. Còn đứng trước các âm còn lại là ng đơn. Như vậy, cô sẽ hướng dẫn lại ngay chỗ này. Những cái tiếng, những cái âm á mà mình ghép được với e e i là âm ca, âm ng. Âm ng mà ng ghép hoặc là g ghép, cái gì ghép thì mình ghép được với e e i. Còn tất cả là còn lại là chúng ta sẽ viết g đơn hoặc là ng đơn. Luyện từ và câu. Từ đồng nghĩa. Một nhỏ, xếp những cái từ in đậm thành các nhóm đồng nghĩa. Đây là những cái từ in đậm trong cái bài của chúng ta. Bây giờ các em sẽ xếp thành cái nhóm đồng nghĩa. Cô có từ nước nhà, hoàng cầu, non sông và năm châu. Như vậy, cái từ nước nhà, nước nhà, thì đồng nghĩa với năm non sông. Non sông rồi. Tiếp theo, hoàn cầu. Hoàn cầu thì đồng nghĩa với năm châu. Chúng ta xem lại trước khi cô chuyển sang câu số 2. Câu số 2 các em sẽ tìm và ghi vào cái chỗ trống những cái từ đồng nghĩa với mỗi cái từ sau làm 2 trong 3 ý ABC. Câu A, đẹp. Đồng nghĩa với đẹp đó là tươi đẹp. Hoặc là xinh đẹp. Hoặc là mỹ lệ. Rồi, to lớn. To lớn đồng nghĩa là khổng lồ. Hoặc là đồ sộ. Hoặc là to đùng. Rồi, học tập. Học tập thì là học hỏi, học hành. Học hành. Học hỏi. Hoặc là học. Câu 3. Các em sẽ đặt câu với
một cái cặp từ đồng nghĩa vừa tìm được ở bài tập 2. Cô có thể đặt câu với từ mỹ lệ, đó là phong cảnh nơi đây thật là mỹ lệ. Phong cảnh nơi đây thật là mỹ lệ. Chấm. Hoặc các em cũng có thể đặt câu với từ học, học để trở thành người có ích. Học để trở thành người có ích cho xã hội, hoặc là người có ích chấm. Các em cũng có thể đặt câu thành phố Hồ Chí Minh thì các em sẽ viết ra luôn ha. Ở đây cô không có đủ diện tích nên cô viết tắt: thành phố Hồ Chí Minh có những ngôi nhà cao tầng đồ sộ, có những ngôi nhà cao tầng đồ sộ. Cao tầng đồ sộ đó. Phần tiếp theo là phần tập làm văn, cấu tạo của bài văn tả cảnh. Một la mã nhận xét, các em sẽ đọc bài Hoàng hôn trên sông Hương, sách giáo khoa lớp 5 tập 1 trang số 11, và tìm ghi lại phần mở bài, thân bài, cách bài của bài văn và xác định nội dung của từng phần. Các em chú ý phần thân bài có thể gồm 2 đến 3 đoạn. Đầu tiên là phần phân đoạn. A. Mở bài từ cuối buổi chiều. Cho đến rất yên tĩnh này. Chấm. Phần thân bài sẽ từ mùa thu. Cho đến khoảnh khắc yên tĩnh của buổi chiều cũng chấm dứt. Đến chấm dứt. Và phần kết bài sẽ là cái phần còn lại. Phần kết bài sẽ là phần còn lại. Chúng ta sẽ chuyển sang cái phần nội dung. Rồi, mở bài, nội dung của mở bài đó là khi cái hoàng hôn buông xuống đó, Huế thật là đặc biệt và yên tĩnh. Khi hoàng hôn xuống, buông xuống
thì Huế đặc biệt yên tĩnh. Huế đặc biệt yên tĩnh. Chấm. Phần thân bài đó là cái sự thay đổi màu sắc của sông Hương. Sự thay đổi màu sắc của sông Hương. Hoạt động của con người bên sông. Và sự thay đổi màu sắc và hoạt động. Của con người. Từ khi hoàng hôn đến thành phố lên đèn. Bên sông. Rồi, cái phần thân bài thì sẽ được chia ra làm hai đoạn ha. Từ khi hoàng hôn cho đến thành phố lên đèn. Chấm. Cái phần kết bài. Cô nói thêm về cái phần thân bài thì nó sẽ được chia thành hai đoạn. Đoạn 1 là từ mùa thu cho đến hai cái hàng cây nói về sự thay đổi màu sắc của sông Hương. Rồi cái đoạn 2 đó là từ phía bên sông cho đến chấm dứt, đó là hoạt động của con người ở bên sông. Phần kết bài sẽ là sự thức dậy của Huế. Sự thức dậy của Huế. Chấm. Câu 2. Các em sẽ nêu cái nhận xét thứ tự miêu tả trong bài văn Hoàng hôn trên sông Hương có gì khác với cái bài quang cảnh làng mạc ngày mùa mà em đã học. Thứ nhất, bài quang cảnh làng mạc ngày mùa. Đó là giới thiệu màu sắc. Giới thiệu màu sắc ngày mùa là màu vàng. Ngày mùa là màu vàng. Rồi. Tả các cảnh màu vàng khác nhau của cảnh vật. Tả cảnh
Màu vàng. Khác nhau. Của cảnh vật. Rồi, tả cái thời tiết và con người. Chấm. Và cái bài hoàng hôn trên sông Hương đó thì nó sẽ nêu cái nhận xét chung về cái sự yên tĩnh của Huế ha. Sự yên tĩnh của Huế. Sự yên tĩnh của Huế. Lúc hoàng hôn buông xuống. Lúc hoàng hôn buông xuống. Chấm. Rồi tả cái sự thay đổi màu sắc. Tả sự thay đổi màu sắc. Của sông Hương. Từ lúc hoàng hôn đến tối hẳn. Từ lúc hoàng hôn cho đến tối hẳn. Câu B. Từ hai cái bài văn đó thì các em hãy rút ra cái nhận xét về cái cấu tạo của bài văn tả cảnh. Thứ nhất, chúng ta được biết cái bài văn tả cảnh á, bài văn tả cảnh thì nó sẽ có ba phần ha. Bài văn nè, tả cảnh có ba phần, đó là phần mở bài, thân bài và kết bài. Đầu tiên đó là phần mở bài. Thân bài và cái kết bài. Chấm. Phần mở bài thì sẽ giới thiệu bao quát về cái cảnh sẽ tả. Mở bài thì giới thiệu bao quát về cái cảnh. Cái cảnh mà mình sẽ tả đó. Rồi, cái phần thân bài.
Phần thân bài thì mình tả từng phần của cảnh. Tả từng phần của cái cảnh. Và cái sự thay đổi theo thời gian nữa. Và sự thay đổi theo thời gian. Theo thời gian. Rồi cái phần kết bài. Đây là cái phần nêu cái nhận xét và cái cảm nghĩ của mình. Nêu nhận xét. Và cảm nghĩ. Chấm. Các em xem lại trước khi chúng ta sẽ chuyển sang phần hai la mã. Các em sẽ đọc cái bài Nắng Trưa sách tiếng Việt trang số 12 và nêu nhận xét cấu tạo của bài văn. Chú ý, phần thân bài có thể gồm 3 đến 4 đoạn. Cô sẽ đưa ra cái phần phân đoạn và phần nội dung. A là phần mở bài. Mở bài thì sẽ từ nắng cứ nắng cứ cho đến xuống mặt đất. Rồi, phần B là phần thân bài. Phần thân bài ở đây á thì sẽ từ buổi trưa cho đến cái nốt thửa ruộng chưa xong. Buổi trưa đến thửa ruộng chưa xong. Và cái phần kết bài sẽ là từ thương mẹ. Thương mẹ cho đến mẹ ơi. Đó là cái phần cuối cùng, cái phần còn lại đó. Kết bài là cái phần câu cuối. Chúng ta sẽ qua phần nội dung. Và cái nội dung của mở bài đó là nhận xét về cái nắng buổi trưa. Nhận xét về nắng trưa. Phần thân bài thì nêu về cái cảnh vật trong cái nắng trưa. Nói về cái cảnh vật
trong nắng trưa. Và các em có thể lưu ý cái phần thân bài đó, đề bài lưu ý cho chúng ta là có thể chia thành 4 đoạn. Thì cái đoạn thứ nhất, cái đoạn 1 nè. Từ buổi trưa. Đoạn 1 ha, từ buổi trưa. Cho đến lên mãi. Rồi, cái đoạn 2 thì sẽ từ tiếng gì cho đến khép lại. Tiếng gì cho đến khép lại. Đoạn số 3, con gà cho đến lặng im. Và đoạn cuối cùng là đoạn 4. Ấy thế mà chưa xong. Các em cũng làm tương tự như vậy. Các em qua bên phần cái nội dung của cái thân bài, chúng ta cũng nói về cái đoạn 1. Đoạn 1 ha. Thì đoạn 1, cái hơi đất trong nắng trưa bốc lên dữ dội, nói về cái hơi đất. Hơi đất trong nắng trưa. Bốc lên dữ dội. Đó là đoạn 1. Rồi đoạn số 2. Đoạn số 2. Tiếng võng đưa. Tiếng võng đưa. Và câu hát ru em. Trong nắng trưa. Đoạn số 3. Cây cối và con vật trong nắng trưa. Cây cối và con vật trong nắng trưa. Chấm. Và đoạn cuối cùng là đoạn 4. Hình ảnh mẹ trong nắng trưa.
chấm. Nội dung của phần kết bài thì các em sẽ nêu cái cảm nghĩ về mẹ. Nói về cái tình cảm thương yêu mẹ. Chấm. Đó là cái phần luyện tập. Mình phân đoạn và mình viết về cái nội dung. Các em xem lại bài trước khi cô chuyển sang cái phần luyện tập về cái từ đồng nghĩa của chúng ta ngày hôm nay ha. Luyện tập về từ đồng nghĩa. Một nhỏ các em sẽ tìm các từ đồng nghĩa làm trong, xin lỗi, làm 3 trong 4 cái ý A, B, C, D. Đây cô có nè. A chỉ màu xanh. Chỉ màu xanh như là xanh biếc. Xanh biếc. Rồi, xanh thẳm. Xanh âm hay xanh lè, xanh mướt, rất là nhiều ha. Chỉ màu đỏ, đỏ rực. Đỏ chói. Đỏ thẳm. Đỏ thắm. Đỏ ửng. Đỏ hoe. Rồi chỉ màu trắng, trắng tinh, trắng phao, trắng toát. Hay là trắng ngần. Rồi, cuối cùng là chỉ màu đen. Đen thui. Đen kịt. Đen nhẽm. Hay là đen muôn. Câu số 2. Các em sẽ đặt câu với một từ tìm được ở bài tập 1.
Bộ lông của con mèo nhà em có màu trắng tinh. Hay là con mèo nhà em có bộ lông màu trắng tinh. Con mèo nhà em có bộ lông màu trắng tinh. Màu trắng tinh. Hoặc là có thể nói vườn cây trái hay là vườn trái cây nhà em có cái màu xanh âm. Hoặc là giàn mướp mẹ trồng. Giàn mướp mẹ trồng xanh mướt. Thật mát mẻ. Thật mát mẻ. Câu số 3, giữ lại cái từ thích hợp trong cái ngoặc đơn. Gạch đi từ không thích hợp để hoàn chỉnh đoạn văn sau. Rồi, các em sẽ được đọc cái bài Cá hồi vượt thác. Sau khi đọc bài xong thì các em sẽ giữ lại cái từ nào mà các em thấy thích hợp trong cái ngoặc đơn. Và chúng ta sẽ gạch đi cái từ không thích hợp để cho cái đoạn văn chúng ta đúng hơn. Bây giờ cô sẽ vừa đọc và vừa gạch luôn. Cá hồi vượt thác, đàn cá hồi gặp thác, phải nghĩ lại lấy sức để sáng mai vượt sóng. Suốt đêm thác réo, điên cuồng, dữ dằn hay điên đảo. Suốt đêm thác réo điên cuồng. Như vậy những cái từ chúng ta sẽ gạch bỏ để cho đúng hơn. Nước tung lên thành những cái búi trắng như tơ, suốt đêm đàn cá rậm rịch. Mặt trời vừa vừa nhô lên. Em sẽ gạch từ mọc và từ ngôi. Dòng thác óng ánh sáng rực. Các em sẽ bỏ từ sáng trưng và sáng quắc. Dưới nắng tiếng nước xối gầm vang. Em sẽ bỏ từ gầm rung. Và bỏ từ gầm gào. Những con cá hồi lấy đà vút lên cao. Xin lỗi, những con cá hồi lấy đà vút lao vút lên như chim. Chúng xé toạc cái màn mưa thác trắng. Những cái đôi vây xòe ra như đôi cánh. Đàn cá hồi lần lượt vượt thác an toàn, đậu chân bên kia ngọn thác. Chúng chưa kịp chờ cho cơn choáng đi qua, lại lại hối hả. Như vậy ta sẽ bỏ cái từ cuống cuồng, bỏ từ cuống quýt. Lại hối hả lên đường. Các em xem lại trước khi cô chuyển sang phần tập làm văn. Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập tả cảnh. Và một nhỏ, các em sẽ đọc cái đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng của sách giáo khoa trang số 14 và các em sẽ nêu cái nhận xét. A. Tác giả tả những cái sự vật gì trong buổi sớm mùa thu? Sau khi đọc cái bài văn rồi thì chúng ta sẽ biết được tác giả tả cái sự vật trong buổi sớm mùa thu đó là tả cái vòm trời xanh vòi vọi. Thứ nhất nè, vòm trời vòm trời
xanh, vòi vội, phải, những giọt mưa loáng thoáng rơi. Loáng thoáng rơi. Hai chấm. Chấm phẩy. Những sợi cỏ đẫm nước. Những sợi cỏ đẫm nước. Phải, những gánh rau. Phải, bông cải. Bó huệ. Bầy sáo đen chắp chới. Bầy sáo đen chắp chới. Liện trên cánh đồng. Lúa đang kết đồng. Phải, lúa đang kết đồng. Rồi, lúa thì đang kết đồng. Mặt trời mọc. Mặt trời mọc. Chấm. Đó là mình thấy tác giả tả những sự vật trong cái buổi sớm mùa thu. Rồi câu B. Tác giả quan sát cái sự vật bằng những cái giác quan nào? Cô thấy tác giả quan sát bằng xúc giác. Bằng xúc giác. Thứ nhất là quan sát bằng xúc giác. Rồi, cái câu nào để nói về cái xúc giác đó là thấy sớm đầu thu, thấy sớm đầu thu cho đến thấy sớm đầu thu. Cho đến sợi cỏ đẫm ướt làm mát lạnh bàn chân. Thấy sớm đầu thu nè. Rồi mát lạnh, mưa rơi loáng thoáng trên tóc, sợi cỏ đẫm ướt làm mát lạnh bàn chân. Đó là bằng xúc giác. Rồi, bằng thị giác. Thị giác như là gì? Thấy cái mây thì xám đục, mình nhìn bằng mắt đó. Mây thì xám nè, vòm trời thì xanh, vân vân. Mây xám,
Vàm trài xanh. Mưa rơi. Đó là người gánh rau. Rồi bẻ cải bó huệ trắng, bày sáo đen, lúa kết đồng, mặt trời trên những cái ngọn cây xanh tươi, vân vân, rất là nhiều. Người gánh rau. Thấy được người gánh rau nè. Rồi. Bẻ cải nữa nè. Bó huệ nè. Câu C, các em sẽ ghi lại một cái chi tiết thể hiện cái sự quan sát tinh tế của tác giả. Câu nào cho chúng ta thấy sự quan sát tinh tế của tác giả? Đó là giữa những cái đám mây xám đục thì vòm trời xanh vội vội. Giữa những đám mây giữa những đám mây xám đục vòm trời xanh vòi vội. Rồi còn cái chi tiết nào nữa? Đó là vài giọt mưa rơi. Vài giọt mưa rơi. Loáng thoáng trên tóc. Và khăn quàng. Chấm. Rồi chi tiết là bầy sáo cánh đen, mỏ vàng. Các em xem lại một lần nữa trước khi cô chuyển sang câu số 2. Câu số 2, các em sẽ lập cái dàn ý bài văn tả cảnh một cái buổi sáng hoặc là buổi trưa, buổi chiều trong vườn cây hay là trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, trên nương rẫy chẳng hạn. Rồi, các em lưu ý chúng ta chỉ lập cái dàn ý mà thôi. Rồi. Lập dạng ý thì chúng ta sẽ có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Đầu tiên, mở bài thì các em sẽ giới thiệu bao quát cái khung cảnh yên bình của con phố nhỏ mà các em sinh sống. Giới thiệu. Giới thiệu. Bao quát. Khung cảnh. Yên bình.
của con phố nhỏ hay là của đường phố mà em sinh sống? Của con phố nhỏ mà em sinh sống. Rồi, phần thân bài thì các em sẽ tả từng bộ phận của cảnh vật. Tả từng bộ phận của cảnh vật. Thứ nhất là mình sẽ tả trên hè phố thì như thế nào? Trên hè phố nè. Rồi, cái cây, hàng cây bên phố nè. Chúng ta, cô viết không đủ, chúng ta viết viết luôn ha. Hàng cây. Bên đường. Rồi. Cái khung cảnh hai bên hè phố nữa. Khung cảnh hai bên hè phố. Đó là mình tả từng bộ phận của cảnh vật. Rồi, mình sẽ tả tới âm thanh. Âm thanh. Âm thanh thì có tiếng xe cộ. Tiếng xe cộ. Lưu thông. Ngoài tiếng xe cộ ra thì còn có tiếng con người. Âm thanh của con người. Rồi, tiếng chim hót. Trên hai hàng cây. Chấm. Đó là cái phần thân bài và cái phần mở bài. Chúng ta đã lập dàn ý xong rồi. Và phần cuối cùng đó là cái phần kết bài. Kết bài thì chúng ta sẽ nói về cái tình cảm hay là mình yêu quý cái vẻ đẹp yên bình nơi cái con phố nhỏ mà các em đã sinh sống. Em yêu quý. Em yêu quý. Vẻ đẹp yên bình. Và thân thuộc.
và thân thuộc. Nơi con phố nhỏ. Vào những buổi sớm mai. Rồi, đây là cái phần mà mở bài, thân bài và kết bài mà cô đã lập dàn ý xong rồi. Các em xem lại một lần nữa. Và bài học ngày hôm nay đã kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh cũng như cái chuông bên góc tay phải để các em là người nhận được những cái bài học mới nhất. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những cái bài học tiếp theo.